Dạ vâng, xin mến chào quý vị khán thính giả đã đến với buổi đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong buổi tối ngày hôm nay, xin hân hạnh được gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện dài của nhà văn Nguyễn Khắc Trường. Câu chuyện có tựa đề Mảnh đất lắm người nhiều ma. Và ngay sau đây xin mời quý vị các bạn cùng chú ý đón nghe. Không dè cái đói giáp hạt này lại đủ móng vuốt mà nhảy sổ vào cả xóm giếng chùa. Xóm vẫn quen đứng đầu về cái sang, cái giàu. Nơi đây nếu tính từ phía bắc xuống là địa danh cuối cùng của đất Trung Du. Có đủ sông ngòi đồi sim, ruộng lúa, làng vẫn còn khung cộng tiên cộng hậu như hai ụ súng ở đầu bắc và đầu nam. Những phiến đất nung màu gan gà vừa to vừa dày, nó úp khít vào nhau, chắc đến đập không vỡ nổi. Con đường chính giữa làng dài một cây số được lát bằng gạch vù mua từ dưới chợ Hương Canh Vĩnh Phúc mà lát nghiêng nên bây giờ vẫn chắc khừ. Có số gạch lát đường này là bởi ngay từ xưa làng có lệ là mỗi đám cưới phải nộp 200 viên, trai làng lấy gái làng thì nộp 200. Thế tức là mỗi bên có 100 viên thôi. Nhưng nếu trai gái làng đi lấy vợ chồng ở đồng đất khác thì gia đình cũ cũng phải đồng đủ 200 viên. Thế mới biết ngay một làng nhỏ như cái mắt mũi người ta cũng không khuyến khích xuất dương, không thích mở cửa ra ngoài. Làng còn một quy định là những người đỗ đạt từ tú tài trở lên, được nhận chức từ lý trưởng trở lên và cả thành phần này nữa, ấy là những cô theo cách gọi nôm na là hoang thai, thì cũng phải nộp đủ 200 viên gạch vồ. Thành thử đường làng được lát bằng những niềm vui, bằng những sự hạnh phúc, sự kiêu hãnh, bằng những chức danh, và được lát bằng cả nỗi khổ đau ê chề của những mảnh đời bất hạnh. Nếu ví cả xã là một cái bánh, là một bông hoa, thì giếng chùa lại là cái nhân đường, là cái nhị mật, như là nơi có lề thói nhất, cái sang và cả cái gàn của giếng chùa cũng nhất. Ở đây liên tục có những người đỗ đạt và những người có địa vị chức sắc, dù chỉ là chức sắc ở xã, nhưng cũng lại là thường xuyên có một hai anh chàng đầy cối, đến mức dù thời gian nào thì những gã sáng này cũng như sống ngoài vòng pháp luật. Từ lâu số nhà ngói ở đây vẫn đứng đầu toàn vùng, mà lại chơi cầu kỳ lập tuần ngói ta, nhỏ và đều tăm tắp như vậy, rồng trông rêu phong và cổ kính ấy. Thế mà vô này cũng đói vàng mắt ra, nhiều nhà nấu cháo phải độn thêm rau tập tàng, nhiều nhà luộc chuối xanh chấm muối, đến cả bà đầu ngất người vẫn quen ăn trắng mặc trơn, phiên chợ nào cũng xách làn mây đi mua, hôm thì chân sò lợn ị, hôm thì cá chép cả con còn dãy đành đạch. Giờ cạn vốn liếng, sáng chế ra bánh mạt ngô, thứ ngô trước đây chỉ dùng chưng để nuôi gà lợn, để mà ăn trừ qua bữa. Còn ông Quảng Ngư, người được cả làng khen là chí lớn gan to, nước lã mà vã nên hồ, bởi trong lúc khối anh có của nhưng chỉ du rú bám váy vợ ở xó nhà, thì ông Quản với hai bàn tay trắng đã từng chu du đến nửa vòng trái đất, hết Tân Đảo, Tân Ba Gia, rồi mò mẫm sang đến cả đất Tây từ thời còn bóng tối. Khi ông về đã diện oách một bộ đồ dạ màu đất sét từ chân tới đầu, quần dạ, áo dạ đính cúc đồng, mũ dạ tròn như cái nồi đồng úp ngược, lại thêm đôi giày xăng đá, giữa mùa đông mà cũng trông bức đến phát sốt, rồi lại thêm bộ răng vàng sáng chóe cả mồm, nói cái gì thì ông cũng độ thêm tiếng Tây, lưỡi cứng đá ngược lên tận mái ngói, đến con cả mồm miệng. Và mặc dù ông vẫn ở với bà vợ yếm trắng,
răng đen và mổ quạ, và vẫn chẳng thấy có chức sắc, chẳng đỗ đạt gì. Nhưng ông quản cũng có quà mừng của kẻ hồi hương, là biếu làng 200 viên gạch vồ hương ký. Viên nào viên ấy cứ vuông bằn bặt như những cái gối đầu chín đỏ lìm. Khối người còn dị tai nhau là ông có của chìm nữa, hỏi ông chỉ người tủm tỉm, lê lế cái ánh răng vàng, bộ dạng rõ là có tiền bạc chẳng ra gì. Hại thế chứ. Nhưng giờ thì tế lê ra, đám thanh niên hay thóc mách vừa cười thùng sục, vừa kể là có đến gần tháng nay, bố con Quảng Ngư đóng cửa ăn cháo cám, rồi làm bánh đồ cách thủy cho lạ miệng. Nhưng nguyên liệu cũng vẫn là cám, vì là người lịch sự ghét kêu rên, nên ông quản không muốn người khác nhìn thấy sự khốn cùng của mình. Tưởng kín, nhưng ông quản lại hớ không biết cám có chất kết dính rất cao, ăn mà không độ thêm rau là sẽ bị táo bón kịch liệt. Vì thế, thằng con út gần 10 tuổi của ông đã kêu la oai oải vì dặn đến vã mồ hôi, mà vẫn không sao đi được. Bà quản đã quy tiên vài năm nay, nên cuối cùng thì đích thân ông quản bảo thằng cu ôm vào gốc khế, chồng mông lên để ông lấy que đào. Có thật không? Hay là lại chỉ mách que? Chúng mày thì cái gì cũng nhăn nhở mà cười cho được. Mấy người già không tin, mắng mấy anh thanh niên thì anh chàng ở cạnh nhà ông quản liền vừa tả tỉ mỉ cái pha bi hại kịch kia, vừa làm cả động tác của bố con ông quản, khiến mấy ông già cũng cười đến trơ cả lời. Cái cười lúc đói cũng không ra tiếng, lại bóp bóp cho héo quát cả mặt, trông mà nấu cả ruột. Cái vật giáp hạt này sẽ đến phần cho dân làng đến mê tơi tây. Những nhà thường xuyên túng bấn thì lây dở dứt bữa hẳn, nồi niêu lúc nào cũng há miệng rỗng, nhẵn như dâu bụt. Nhưng mặt người hao gầy nhớn nhác hớt hải, cứ tưởng như vội vã đi đâu, nhưng kỳ thực thực chẳng có việc gì hết, cứ ra vào quanh quẩn với cái bụng đói ẻo ẻo. Đường làng đầy rác rưởi và phân trâu phân bò, toàn là nhặng xanh bay đứng yên tại chỗ như những cái dấu chấm đen giữa thinh không dọc lối đi. Nắng đầu hạ đã lên một lúc lâu mà làng xóm còn trễ nải như con gà gật. Gió thổi vu vơ trên những lùm tre vàng sáng, càng khiến những ngõ làng trống vắng đến ngẩn ngơ. Trong chiếc lều thủng vách nứa ở ngã ba đầu làng, nắng chiều qua lớp cỏ tranh đã ải thủng lỗ số, nắng tưới lên lỗ chỗ lóc quỳnh nằm trên chiếc võng tre ọp ẹp. Không mùng màn, lão quỳnh nằm duỗi dài thành một đống. Lão thì không sợ mũi ruồi, vì da lão dày lắm, người lão to xù xì, tính nết thì ngơ ngơ ngác ngác như ngỗng lạc đàn, đi đứng cứ rành ràng thồn thồn. Bộ nhớ và trí khôn của lão thì dại như thế này, vắt chiếc áo, vắt khăn mặt lên vai, nhưng lại loay hoay cả giờ để đi tìm khăn tìm áo. Ngày hợp tác còn ăn nên làm ra, nên tình thương và sự ưu đãi đã với tất cả những hoàn cảnh khốn khó. Từ bà già cô quả không chồng, không con, bỗng chốc có một lô cháu chát, ấy là bà được ra làm ở nhà giữ trẻ, nơi đã có mấy cô bảo mẫu ống ả trông mềm như bún. Nhưng đám con trai lại gọi họ là các cô nuôi dạy hộ. Còn lão quỳnh hữu dũng vô mưu, chỉ quen làm thuê làm tớ, thì ban chủ nhiệm hợp tác xã cho quỳnh được làm chủ, mà là làm chủ tập thể hẳn hoi. Ấy là lão được đưa ra trại trâu chăn dắt một tập thể 50 con trâu. Chiều tối lão cưới con trâu mộng to nhất lùa cả đàn về, đếm bảy trâu đi trước có 49 con. Thế là lão hoảng hốt lên lùa cho vào chuồng cả con mộng mà lão cưới cũng vào nốt. Cài toang xong lão chạy bổ đi tìm con thứ 50. Đến đêm người ở trại đốt đuốc đi tìm lão, nói rằng đủ 50 con trong chuồng rồi.
Lão vệ đếm thấy đủ thật, nhưng trong đầu vẫn không hiểu được là con thứ 50 nó chui ra ở đâu. Lão Quỳnh ra đời là để hứng chịu tất cả những sự ngờ nghệch khờ khạo cho dân giếng chùa. Đất làng này nghe nói từ khi khai thiên lập địa, thầy địa lý đã bảo là ở vào cái thế có vượng nhưng nghịch, cho nên từ xưa xưa đã có câu ca: ai may được ngọc giếng chùa, rủi ai núi bụt thả bùa ma trêu. Vậy thì từ cái thời còn chùa và còn chiếc giếng làng to bằng gian nhà kê đá ong, trước cửa tam quan đã ai bắt được ngọc ở đấy hay chưa? Chịu, với lại dù có được thì người ta cũng ỉm đi thôi, chứ ai dại gì mà khoe mình vớt được của bằng mời trộm đến nhà hay sao? Còn ma núi ông Bụt, vì quả đồi ở đầu làng có dáng một ông Bụt ngồi, thì nghe đồn thật nhiều chuyện những người già ở đây kể rằng núi ông Bụt ngày xưa rậm tùm, những cây cột đình chặt một vòng tay ôm là chặt từ đây. Trong núi có hổ, có báo, có vượn trắng, chăn gió, rắn đậu vuông. Nó có màu đỏ tròn chót như màu gà, và đặc biệt là nhiều ma. Nhiều người quả quyết mình đã gặp ma núi ông Bụt. Mấy bà hàng sáo hay đi chợ sớm bảo có lần đến gần núi ông Bụt, thấy có một người đàn ông đi trước mình chỉ từng 10 bước, chân dáng đi lại ve vẩy như đàn bà trông chậm mà không tài nào theo kịp. Gọi mãi, người ấy mới quay lại thì thấy mặt trắng như nặn bằng phấn, miệng bỗng nhe ra cười khanh khách, cười liền một hơi mà không dứt, hơi phả ra lạnh toát. Chớp mắt một cái, người đàn ông ấy đã biến mất. Phiên chợ ấy mấy bà hàng sáo vốn đành hanh mà thành ra lũ lẫn cả. Người thì bán một lại cân hai, người thì lại giao gạo mà quên nhận tiền. Thật là đổ xuống sông xuống biển. Mà chiều đấy, một ông đi đánh chúm lươn thì bảo lúc sẩm tối, ông đang thả chúm lươn ở đầm dưới chân núi, bỗng nghe có tiếng du con lơ lửng phía trên đầu. Ngẩng lên thì thấy chốt vót trên cành si một người đàn bà tóc xõa phủ kín mắt, tay ôm cái bọc trắng toát vừa nhún cành si tung rít như đưa vong, vừa du nỉ non như than như oán. Hôm sau ông đi đổ chúm thấy trong ống toàn là rắn nước. Ngày ấy có một chàng trai tuổi mới 17 nhưng lớn phỏng phao như đã tuổi vị thành niên, mặt mũi thô vụng thật thà. Bỗng một dạo cứ ăn cơm tối xong là chú chàng biến mất đi đâu. Chừng giã xong là chú chàng mới về, hỏi cu cậu chỉ ậm ừ: con đi đằng này rồi lặng ngay, cha mẹ sinh nghi hay thằng này đã tự kiếm được món nào? Trò đời trai tơ mới lớn thì không say gì bằng say gái, chỉ có gái thì bằng chú mày mới chăm lĩnh như thế. Một tối khi cậu vừa đi, ông bố liền lặng lặng bám theo, thì thấy chú xăm xăm đi tắt qua cánh đồng tới gốc gai đầu núi ông Bụt. Bỗng một tiếng hỏi thất thanh như reo từ trong chùm rễ chùm dọa, như một cái ô dưới gốc si xả. Rồi tiếng một người con gái thì thầm không rõ cô ả nói gì, cứ sấp ra sấp dính ra điều vui lắm. Phía sau ông bố nén cười đã bảo mà: cứ tưởng cậu cả khù khờ, thế mà khá, con hơn cha là nhà có phúc, nhưng con bé nào mà tiếng chua nghe lạ thế nhỉ? Ông bố còn đang dùng rằng nửa muốn tò mò nghe chuyện, nửa muốn bỏ về, thì đôi tình nhân dìu nhau từ trong gốc si ti xa. Và tức thì một đàn đom đóm bỗng từ đâu túa dậy, con nào con ấy to khắc lạ thường. Chúng cùng chớp cánh một lúc, khiến cả khoảng không gian sáng rực lên như thắp đèn vậy. Trong cuồng sáng quái đản đó, ông bố đã nhìn thấy một người con gái trắng lông lốp từ chân tới đầu, tóc rất dài buông xõa khiến khuôn mặt lấp vào trong mờ ảo không sao nhìn rõ được, chân đi lạnh như lướt gió.
Ông bố chớp mắt định thần để nhìn cho rõ thì thấy người con gái kia chỉ là một cái bóng trắng, một hình người chứ không phải là một con người. Cái hình người ấy đi tựa vào vai con trai ông đang chập chờn ở bên trái, chớp mắt một cái lại thấy cái bóng đi bên phải cậu cả, và rất nhanh đã hiện rõ lồ lộ một người đàn bà đẹp như tiên sa. Cậu cả bước thấp thỏm như một người mê, mặt mũi cũng toàn như người trong mộng, bảy đom đóm cứ trao lượn theo hai bóng người. Ông bố đứng vùng dậy thét lên ma, thì một tiếng kêu cũng vỡ ra, nghe sắc lạnh như đập vào cái bình sứ. Trời đất tối sầm lại, ông bố cứ lảo đảo rồi người cứ mê thiếp đi. Rồi bố con ông về được tới nhà bằng cách nào thì ông không sao hiểu nổi, vì khi tỉnh dậy ông đã thấy mình nằm ở giữa nhà, xung quanh đèn nến hương khói nghi ngút. Ông thầy cúng mặc áo đỏ đội mũ giấy vừa gõ chập chang, miệng vừa đọc lầm rầm, tay cầm roi dâu. Đó là roi trị tà của thầy cúng quất vun vút vào không khí. Hôm sau ông dứt cơn khỏi, còn cậu cả thì vẫn li bì đang nằm thiêm thiếp. Cậu bỗng vùng dậy, tay đưa lên bới tóc, kiểu bới tóc của đàn bà, rồi khóc như mưa như gió. Vừa khóc vừa kể lể ai oán rằng người ta cướp chồng của tôi, đày đọa tôi ở gốc si sương gió, một thân một mình, đang lâm ly sướt mướt, lại bỗng rú lên cười sằng sặc, tiếng cứ lạnh vót lên, sắc như lưỡi dao cạo vào tinh nứa. Cười đến đâu hai bàn tay cứ chéo vào nhau đen đét đến đấy. Dầm dĩ một hồi rồi bỗng cậu ngã cành ra, mặt quay vào tường lịm phắc như tắc thở. Thầy phải cúng liên tiếp 3 đêm 7 ngày để xin lại hồn vía cho cậu cả. Ngày cuối cùng phải thửa một hình nhân cao lớn bằng đúng cậu cả, sắp một cỗ xôi và một con gà trống chưa đạp mái, buổi tối mang ra gốc si tạ. Hình nhân thì hóa vàng, còn mâm cỗ thì để lại, khi ra về thầy cúng còn đóng một cái bùa đựng trong ống nứa xuống đất, tức là yểm đè ma đất đường theo. Đêm ấy, người ta nghe thấy tiếng khóc tỉ tê trong những chùm rễ xi. Sáng ra nhìn cỗ xôi con gà vẫn còn nguyên nhưng nhớt nhát có mùi tanh, xôi gà mà lại tinh ma vậy đấy. Còn đom đóm thì chết dậy quanh gốc si như một sự tuẫn tiết, vun được một đống con nào con ấy to bằng đầu rùa. Cậu cả ốm một trận thập tử nhất sinh rồi khỏi, nhưng từ đấy cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc nhớ lúc quên, hỏi đâu cũng không được vợ, cả những cô sức môi lồi rốn cũng không dám lấy, vì sợ ma vẫn ám trong người cậu. Ông bố nghe có người xui, suốt mùa hè năm ấy cứ đi rình để bắt con chim cuốc thần tình. Họ bảo có những con chim cuốc bị người ta đánh bẫy mất bạn tình, buồn nó không ăn không uống, tìm một chỗ khuất lói đứng kêu xả xã cho đến chết. Câu nói ra giả như cuốc kêu chính là chỉ những con cuốc đơn côi này. Mà thật kỳ lạ, bao giờ nó cũng đứng một cành nhỏ để những ngón chân cóp chặt vào cây. Khi hết hơi chết, nó lộn đầu trở xuống treo lủng lẳng. Mới hay, giống sinh vật nào đã dám chết vì tình cũng đều chọn một tư thế hiên ngang đến rùng rợn. Cũng như ở dòng sông nước, có những con cá sấu bị lẻ đôi, nó đã tìm những nơi có cành cây mọc là ra mặt nước, rồi nhảy ngược từ dưới nước lên táp đuôi ngoắc cứng vào cành cây. Cứ thế nó treo mình thẳng đứng như một dấu chấm than giữa trời và cho đến chết. Nhưng trường hợp này hiếm lắm, vì cá sấu là giống tham ăn, đã xấu mà lại còn tham ăn, mà phàm giống gì thì cũng vậy, đã sợ tham ăn thì hay sợ chết. Dạ vâng, thưa quý vị các bạn, câu chuyện Mảnh đất lắm người nhiều ma tập 1 xin phép được tạm dừng trong buổi tối ngày hôm nay, và trong buổi tối ngày mai xin phép được tập 2 sẽ được bắt đầu. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ, và để nghe những câu chuyện mới nhất. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những câu chuyện lần sau.